Hello em, hiện tại là khoảng một tháng nay tôi chưa vô kho, giờ kho nó rất là bề bộn nè. Giờ tôi cùng với thằng lính sẽ dọn lại kho nha anh em. Hiện tại là dọn gần xong rồi nghe anh em. Hiện tại là chúng tôi đã dọn xong cái kho rồi nghe anh em. Anh em có thấy sự khác biệt giữa trước và sau khi dọn không? Đó. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe. Nhớ ấn rung chuông để nhận thông báo khi có video mới.